Con mới biết về Phật giáo Nam tông. Từ xưa con vẫn thích nghe những lời gốc của Đức Phật Thích Ca, vậy nhưng tới giờ con mới có duyên được biết. Vậy sư có thể giúp cho con biết về một số kinh mà Đức Phật dạy cho những người cư sĩ và người Phật tử tại gia được không? vì con không biết cái nào là kinh của Nam tông, cái nào là của Phật giáo phát triển cả. Bây giờ sư chỉ cho quý vị một cái trang á. Là cái trang Sutta Senjo. Đây nè. sự thu nhỏ cho quý vị dễ thấy. đây, Đấy, quý vị vào cái trang Sutasento ha, đây Sutasento.net nha. Rồi quý vị tìm, à, ví dụ như bây giờ mình muốn tìm gia đình, ha, gia đình, gõ chữ gia đình, thì nó sẽ liệt ra những cái bài kinh mà có gia đình. Ha. đây những bài kinh của gia đình đấy đấy à, kinh muốn gì để nha à, của ngày thích minh châu ha bản dịch của ngài minh châu một là bản dịch ngài minh châu hai là bản dịch à, đây nè thuyết khúc in đá chanh đá nhớ dùm sư hai cái tên này thôi nha. một là ngài minh châu hai là thuyết khúc in đá chanh đá là dịch à, nam tông nha dịch phật à, giáo nguyên thủy còn của uh, của uh, Ngài Tuệ Sĩ thì đó là kinh của Bắc Truyền. Kinh của Bắc Truyền. Nha. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Muốn biết gia đình nữa không? Gõ vô ha. Gõ gia đình vô. Rồi. Um, bây giờ thí dụ như bây giờ mình gõ uh, mẹ và cha. Mẹ và cha. Đấy. Thấy chưa? là mình có những cái bài kinh về cha và mẹ à, có những bài kinh về cha và mẹ ha à. đấy có những bài kinh về cha cha và mẹ ha à. đấy thì à, quý vị có thể tìm theo cái chủ đề mình muốn tìm cái gì á, thì mình cứ gõ vào ở trong cái khung tìm kiếm ừ. à, nhưng mà thỉnh thoảng à, thỉnh thoảng thì à, cái cái trang này nó không có tìm được À, bởi vì thí à, dụ như, như quý vị gõ chữ á mà nó không hiện kết quả là do cái trang nó bị quá tải mà nếu như quý vị muốn cho cái trang nó không quá tải đó thì làm ơn á, ai có khả năng thì bấm vô cái chữ mà đồ này sinh để à, giúp đỡ cho trang có kinh phí đây nè ở cái kinh phí của trang dùng làm cái gì để à, giúp cho để tăng cường cái đội ngũ phát triển công nghệ đấy, à, tại vì họ phải thuê những cái lập trình viên cao cấp ha, đấy, rồi cái phí thuê server cái này rất là quan trọng, Chứ mình phải cần cái khoản tiền để mình duy trì cái server này đấy, rồi những cái phần cứng ha, những cái phần cứng là những cái thứ khác đấy thì quý vị bấm vô ha chọn donate ha đấy rồi bao nhiêu đó bao nhiêu đó tùy mình ha một lần hay là hàng tháng thì tùy nhưng mà với người bình thường thì không cần không cần quan tâm ờ, quý vị chỉ bấm vào đây ha tìm kiếm đấy ví dụ như gia đình rồi gia đình đấy ra ra những tin liên quan tới gia đình ừ. ờ, hoặc là công việc công việc công việc À, công việc con à đây có công việc à có công việc đây có công việc ha à, có công việc à người buôn bán đấy nghe chưa đi người buôn bán chưa thấy chưa đấy rồi nghề nghiệp nghề nghiệp ví dụ ha nghề nghiệp đây đây đây, đây. thấy chưa Đấy, nghề nghiệp ha, nghề nghiệp. Đấy. Thiếu gì cứ tìm ha, tìm. Rồi.